đã quay trở lại với Bắp TV. Hôm nay mình sẽ làm một video chiên trứng không cần lửa, chiên trứng dưới nhiệt độ của môi trường hiện tại đây. Hiện tại đây thì trời rất là nắng nóng, ở mức ngưỡng là khoảng 41 độ C. Giờ đây mình có thì những quả trứng và một trái dầu ăn. Giờ mình sẽ phơi cải chảo này một thời gian ngắn nữa để cho nó nóng, hơi nóng lên, rồi mình sẽ đổ dầu ăn vào để có thể chiên được trứng. Mình cũng xem thử ở nhiệt độ trời nắng nóng hiện tại như thế này thì mất bao lâu thì trứng sẽ chín được. Các bạn thử chưa xem nhé. Dưới chảo thì mình cũng cảm nhận được là độ nóng của nó rồi, mình sẽ đổ dầu ăn vào để chiên thì trứng sẽ nó khỏi đợi nhìn hơn. Giờ mình sẽ phơi thêm một lúc nữa để cho dầu nó có thể nóng lên được. Rồi mình sẽ đập trứng vào chiên. Hiện tại thì cũng là 12 giờ 5 phút rồi. Mình sẽ tiến hành đập trứng vào. Đây, mình phơi chảo cũng khá là lâu rồi. 12 giờ 5 phút nha. Rồi mình sẽ chờ xem mất bao nhiêu phút, sau bao nhiêu phút thì trứng sẽ chín hoàn toàn. Mới đầu tiên đổ vào thì mình cũng chưa thấy hiện tượng gì xảy ra với ngoài trắng, ngoài trắng như là biểu hiện đã chín. Thì các bạn thử chưa, không mình chưa xem sau bao lâu thì nó sẽ chín hẳn nhé. Bây giờ là 12 giờ 15 rồi, 60 phút rồi. Mình sẽ kiểm tra trứng nó đã xem như thế nào nhé. 60 phút thì mình thấy một cái lớp mỏng ở phía trên nó đã khô queo lại, ý như là chín ấy, nhưng mà phía bên dưới thì nó vẫn còn lỏng. Cứ như thế này thì mình sẽ để một thời gian khá là dài nữa nó mới chín hoàn toàn được. Sau 25 phút trôi qua thì mình cảm thấy trứng nó vẫn còn lỏng quá, nó chưa gọi là chín được. Giờ thì mình sẽ để như thế này cho đến khi nào mà nó chín khô hoàn toàn, như mà mình gần sắp xỉ mình nấu ở bếp ga đấy thì mình sẽ kết thúc nhé.
Nếu muốn cho nó khô được hoàn toàn luôn thì cũng khá là lâu đấy, chờ cũng phải hơn một tiếng đấy. Chứ lại cho 25 phút thôi, như thêm 30 phút nữa, 35 phút nữa để cho tròn 1 tiếng. Sau 1 tiếng mình sẽ cho các bạn xem kết quả nó như thế nào. Cũng đã 1 tiếng trôi qua rồi, thì mình sẽ đi kiểm tra xem trứng nó như thế nào, đã còn chín hay không nhé. Đây là kết quả mà sau 1 tiếng. Giờ mình sẽ lấy đũa quay lên xem đó. Nó vẫn còn lỏng nha các bạn. Còn lỏng lắm, sau 1 tiếng mà nó vẫn chưa chín một tí nào cả. Chỉ là lớp có những cái lớp mặt phía bên trên này này. Bên trên này nó có khô lại thôi. Nó sẽ khô kéo lại như thế này, nhưng mà nó vẫn chưa chín hẳn hoàn toàn. Có thể là buổi thử nghiệm chiến trứng dưới ánh mặt trời của mình đã thất bại rồi. Mình khuyến cáo các bạn không, sau khi xem xong video thì không nên làm theo nhé, nó không có kết quả đâu. Các bạn đừng có đem cái chảo ra ngoài trời để rồi đổ quả trứng vào chờ nó lâu lắm đấy. Ở ngoài trời này mình sắp khô luôn rồi mà nó trứng mà nó vẫn chưa chín nữa. Thì các bạn hiểu như thế nào đấy, nhiệt độ ở ngoài trời thì nó không đủ để chín đâu. Các bạn muốn chiến trứng đi để đảo lên cái bếp lửa ga được lửa từ khoảng 50 phút sau là chúng sẽ chín, có chín, có trứng chín để ăn rồi. Video thất bại hoàn toàn các bạn ạ. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn đã thấy đồ điên của mình chưa? Trời 12 giờ trưa, trời nắng chang chang, thì mình lại đi làm video cho các bạn xem. Các bạn thấy đồ điên chưa? Hơi bị điên đấy. Trong khi đó người ta thì tìm đến cái chỗ mát mà để tránh nắng tránh nóng, thì mình lại đi làm video cho các bạn xem. Các bạn thấy đồ điên của mình thì hãy cho một like nhá, và một share cho mọi người cùng xem, và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nữa nhá.